Quy trình sản xuất sản phẩm Diệp Lục Collagen Gold. Diệp Lục Collagen Gold là dòng sản phẩm có chất lượng cao cấp của công ty trách nhiệm hữu hạn Green Family Development. Công ty có hơn 8 năm trên thị trường, chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho cả gia đình Việt. Với gần 20 thành phần ưu việt, ứng dụng những nguyên vật liệu mới nhất như diệp lục, đông trùng hạ thảo, collagen thủy phân, keratin thủy phân, glutathione, chiết xuất tổng hợp các loại hoa quả, vitamin E, vitamin C, kém gluconat, acid hyaluronic, v.v. Diệp lục Collagen Gold mang tới hiệu quả tối ưu nhất cho sức khỏe và làn da của quý khách hàng với tiêu chí chất lượng vàng cho làn da khỏe đẹp từ gốc. Diệp lục Collagen Gold có công dụng hỗ trợ làm đẹp da, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa như nám, tàn nhang, thải bỏ độc tố, thúc đẩy quá trình tái tạo cho da tươi sáng, hồng hào tự nhiên. Không những thế, sản phẩm còn hỗ trợ cải thiện, giúp móng tóc chắc khỏe, giảm gãy rụng. Với tinh chất đông trùng hạ thảo, diệp lục cùng nhiều loại vitamin, sản phẩm giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, phù hợp cho cả nam lẫn nữ. Để tạo ra dòng sản phẩm ưu việt, Diệp Lục Collagen Gold là cả một quá trình dài nhiều năm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm tiên tiến với đội ngũ kỹ thuật viên, chuyên gia hàng đầu Việt Nam. Sản phẩm được kiểm định chất lượng nghiêm ngặt và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, được bán rộng rãi trên toàn quốc. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, công nghệ châu Âu, đạt chuẩn GMP. Trong quá trình sản xuất, sản phẩm Diệp Lục Collagen Gold luôn được giám sát, kiểm tra chặt chẽ, nghiêm ngặt. Từng công đoạn đều được đánh giá cẩn thận và sản phẩm sau khi hoàn thành phải được kiểm nghiệm kỹ lưỡng tất cả các tiêu chí tại các cơ sở uy tín trước khi tới tay khách hàng. Từ chất lượng sản phẩm tới bao bì nhãn mác, thùng đựng để vận chuyển hàng hóa tới các kho cũng đều được chú trọng tỉ mỉ để mang tới những trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng. Kính thưa các quý khách, thì thời gian vừa qua, dòng sản phẩm Diệp Lục Collagen Gold được khách hàng vô cùng ưa chuộng, cũng như đang làm mưa làm gió trên thị trường với rất nhiều công dụng cũng như là cái bảng giá sỉ tuyệt vời. Và các bạn có thể nhìn thấy ngay bên hàng đây là hai cái dòng sản phẩm với size lớn là 30 gói. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ. Và đây là dòng sản phẩm size bé 10 gói. Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với các quý đại lý, các spa, các hiệu thuốc và siêu thị trên toàn quốc. Nếu như bạn có mong muốn tư vấn, hỗ trợ, hãy liên hệ với công ty Green Family Development hoặc các đại lý chính hãng trên toàn quốc.